Chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5 nha mọi người, đối diện trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình đang ở chỗ chị Tưởng phát bánh canh miễn phí nha mọi người. Hôm nay thì có bé Nhi phát 100 trái thơm miễn phí chung với chị Tưởng nha mọi người. Mình mời mọi người cùng xem clip của mình nha, coi hôm nay có gì đặc biệt nha mọi người. Hello bé Nhi. Ồ, hôm nay tiền đâu nhiều chứ con? Tiền thơm hả? Bữa nay mua thơm cho con. Chú Phong mua thơm cho con. Đây hôm nay thơm này với Nhi phát miễn phí nha mọi người. Đây là ông chủ ngồi đây phát thơm ta. Hả? Sao vậy? Sao mọi người? Hôm qua cô, hay có một cái lần đúng không? Có mấy múa không? Con có thích không? Thích hả? Bữa nay mặc trai với ha, mặc đồ đẹp trai ghê không? Đó, này mặc đồ đẹp quá à. Có cái nón này là đẹp luôn á. Nhìn giống rapper cái bộ à. Rapper. Đâu con gáp coi. Gáp anh da đen coi. Nhí, con ăn cái gì mà con đẹp trai vậy? Con duyên dáng quá vậy? Hả? Biết đâu. Con ăn cái gì? Con phải nói là dạ con không biết. Nghe chưa? Con phải nói dạ đàng hoàng nghe không? Dạ cái gì hả? Con ăn cái gì mà con dễ thương duyên dáng quá vậy? Cái lựu. Ăn cái lựu hả? Mở cái khẩu trang ra cười coi. Giờ sáng mình nó giờ chứ bệnh đi chứ để bệnh. Mình can bản được không dạ. Sáng có chui cho mọi người can bản được không? Sao không can được? Chưa bệnh rồi. Sáng chưa có năng lượng. Chào chị Duyên. Chị quê mới lên hả? Chị Duyên mới lên luôn á vậy? Lên hồi 4 giờ rồi luôn á. Mình không nổ mà hết nói chứ. Tại vì mình đi tới 10 tiếng đồng hồ khi đó. Trời ơi. Có say không? Có say xe không? Không say xe. Này đuối luôn rồi đó. Tại vì về nhà có ngày ngủ được đêm. Cố lên. Chị Duyên cố lên. Chút về ngủ. Không quên nè. Anh chị. Anh chị mọi người. Điện thuốc. Rồi,
nay là chị Duyên là mệt rồi nha mọi người. Mới về quê lên là chắc hôm nay mệt đúng không? Này là chắc 16 nè. Ờ đúng rồi. Chưa thấy. Chúng ta cắm vào đó. Vợ chồng của đây bé Nhi ăn sáng nè mọi người. Đi với chú một cái chú Nghĩa hoài. Là ông ngoài luôn á. Chú Nghĩa rồi. Đây là nồi bánh canh nè mọi người. Wow, rất là ngon. Đây là nắng lên rồi nha mọi người. Đây bà con đang đứng đợi nhận bánh canh rất là đông nha mọi người. Người em phát là từ 6 giờ sáng mọi người. Chờ thì mọi người tranh thủ đi sớm chứ ha. Giờ ở đây ai cũng có việc làm hết á. Ông nhớ ha, cắt ngang luôn. Người nào nhận rồi cắt ngang luôn. Bánh canh này có tôm và cua rất là ngon nha mọi người. Hôm nay có được bánh lăng nữa nha mọi người. Rồi một cái thơm. Đây bé Nhi đây mọi người, bé Nhi phát thơm đây. Đây số thơm cũng gần hết rồi này mọi người. Còn những trái thơm cuối cùng, còn 5 trái cuối cùng. Tại chị mua bánh thêm á, dùng nấu thêm vô. Rồi hôm nay là chị tưởng phát 300 phần bánh canh thôi mọi người. Thì cái chị đó chị bán á, chị khuyến mại.
tôm cua chị nói vậy đó, chị cứ mãi thì chị nấu bánh canh này em thấy chắc khá lâu nữa, em vừa quay mà em vừa ăn cả buổi trời này cũng còn nóng. Ngon, canh này ngon. Ngon không? Ngon. Quá ngon luôn á chị. Nhưng mà thôi. Em được á, cái bánh canh không có tiêu quá. Em lỏng chứ mà mình cũng hết. Ăn chay không được mà có tiêu muốn thêm muỗng hết nữa. Vậy chúc mừng em nha. Chúc mừng em nha. Chúc mừng em á. Chúc mừng em là thưởng đúng không? Tô bánh canh là đầy ý nghĩa. Dạ. Phải nhớ hoài hoài, nhớ mãi mãi. Dạ, rất là ngon luôn. Giờ về là ngủ em, ngủ 12 giờ rưỡi thức dậy. Có người nói người phụ nữ không có khỏi, thì không có khỏi đâu có ngủ được, đâu có thở. Đây chị Tượng chuẩn bị về nha mọi người. Xin cảm ơn chị Tượng rất là nhiều luôn nha mọi người. Cảm ơn chị Tượng, cảm ơn chị Duyên rất nhiều nha. À, đây chị Tượng đây chuẩn bị về đó mọi người ơi. Một cái là một năm. Chị Duyên này nhìn bơ phờ vậy nè mọi người ơi. Đi đây.